Thị trấn trùng tan, phần 1, giải độc trùng, khi gà mái vỗ cánh như gà trống. Chuyện xảy ra vào mùa đông nhiều năm về trước. Khi đó, Hoa, đứa bạn du học sinh của tôi về nước để nghỉ đông, đã quyết định làm một chuyến du lịch đến Nha Trang. Bởi đối với nó, biển là một thứ rất xa xỉ ở nước Anh lạnh giá. Cả bọn gồm Hoa, Quỳnh, Tú Dẹo và tôi xuất phát ngay sau khi Hoa về chỉ một ngày mà không cần lên bất kỳ kế hoạch nào. Dù biết sẽ mệt hơn, bọn tôi vẫn chọn đi xe khách để có thể dễ dàng ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, trải dài khắp quãng đường mà chiếc xe băng qua. Tú Dẹo ngồi kế bên cứ gật gù, dựa qua dựa lại vào người tôi, còn tôi thì chẳng tài nào ngủ được. Nhưng để ý, cứ mỗi khi nhìn lên phía trước, tôi luôn thấy Hoa hướng mắt ra ngoài, phóng tầm nhìn về những ngọn núi xa tích bên đường, như thể nó đang tìm cái gì đó. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, trời bắt đầu tối dần. Biển Nha Trang còn xa đến tận 100 cây số. Ấy vậy mà tự dưng Hoa hét toáng lên, rồi cương quyết đòi xuống xe cho bằng được. Dù sao chuyến đi này cũng là nguyện vọng của Hoa, vậy nên ba đứa bọn tôi đã chấp nhận xuống xe, mặc cho phản ứng khó hiểu vừa rồi của nó. Chiếc vali cuối cùng vừa mới được bê xuống, Hoa lại chăm chăm nhìn về phía dãy núi u ám tận phía xa và bảo: "Ở đó, chính là ở đó." Ngay lập tức, Hoa bắt một chiếc taxi và nói với chúng tôi rằng đến gần ngọn núi đằng kia để ngắm phong cảnh một chút rồi cùng nhau ra Nha Trang ăn luôn. Ba chúng tôi đá mắt ngao ngán nhìn nhau, thôi kệ. Hoa trước giờ là thế, một đứa luôn có những ý kiến đầy ngang ngược, cứ đồng ý nghe theo nó thì sẽ ổn thôi. Nhìn ra ngoài cửa kính, tôi thấy những cánh đồng bạc ngàn dưới nắng chiều nhá nhem gần vụt tắt. Chiếc xe chạy qua bao con đường làng quê quanh co khúc khuỷu. Càng đi sâu vào trong, nhà cửa càng thưa thớt. Tôi còn có cảm giác chúng tôi như đang trong mấy bộ phim kinh dị hay xem. Đang trên chuyến hành trình đi tới một nơi không hề chứa đựng sự sống, một nơi tách biệt khỏi thế giới loài người. Bất chợt, Hoa kêu taxi dừng lại, bắt cả đám xuống xe giữa cái chốn tối tăm, dày đặc sương mù này. Trước mắt bọn tôi giờ đây là một cái cây rất cao và to. Hoa có vẻ tập trung ngắm nhìn cái cây và bắt đầu lẩm nhẩm cái gì đó. Đúng là sau một thời gian dài rồi không gặp nó, thật sự Hoa càng ngày càng kỳ lạ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng chiếc taxi rồ máy và chạy vụt đi rất nhanh. Bọn tôi la hét tán loạn rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo nhưng không thể nào bắt kịp. Đồ đạc hành lý của chúng tôi cứ thế mà cũng bị chiếc taxi mang đi mất. Giờ đây cả bọn không biết phải làm sao. Chúng tôi bước đi giữa làn sương khói với hy vọng sau khi thoát khỏi cái mớ mịt mù này sẽ thấy được nhà của ai đó. Ở đây vắng vẻ và heo hút đến nỗi chẳng có gì ngoài âm thanh côn trùng kêu xen lẫn vào tiếng gió hú. Càng đi theo con đường quanh co đầy cát, sương càng từ từ tan dần, lộ ra trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà ống nằm phía nơi chân dãy núi. Tuy các nhà cách xa nhau, nhưng những tia sáng đèn dầu hắt ra ngoài cũng khiến chúng tôi mừng rỡ vì biết chỗ này có người ở. Tới trước cổng của một ngôi nhà, chúng tôi dừng lại bên bờ rào phủ kín dâm bụt. Nhìn vào trong ấy, cửa đã đóng kín. Tôi hô lên: "Có ai không? Giúp cháu với! Có ai không? Giúp chúng cháu với!" Huỵch, một con gà từ trên cành cây nhảy xuống. Đó là một con gà mái. Nó bước đi trong sân qua lại như thể đang giám sát theo ánh mắt của chúng tôi. Bất chợt, nó vỗ cánh phành phạch, rướng lên. Trông nó chẳng khác nào đang thực hiện hành động mà một con gà trống vẫn hay làm. Chúng tôi trố mắt đầy ngạc nhiên. Riêng Hoa, con bé ấy nghiến răng, nó nhìn từ đứa một, giọng khe khẽ: "Là điềm dữ." Tôi cười cợt: "Trời ơi, bác Hoa lại chơi đồ đấy à." Hoa chẳng đáp một lời. Nó khum người xuống, tìm lấy hòn đá to trên đất và vung tay ném về phía con gà. Viên đá không hề rơi trúng nó, nhưng thật kỳ lạ, con gà lập tức lăn ra đất, chiếc cổ cong vẹo qua một góc như bị gãy. Nó nằm yên bất động trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Tú Dẹo run rẩy nhìn Hoa: "Má, má Hoa giết nó hả? Sao má nhẫn tâm vậy?" Hoa lắc đầu: "Vạn vật đều có kiếp số cả. Số nó đã tận thì chuyện phải xảy ra như vậy, mà chẳng hề có lý do gì cả." "Hay, nói rất hay, quả là cao nhân, quả là cao nhân." Giọng khàn khàn của ai đó vang lên ngay sau lưng chúng tôi. Xoay đầu lại,
Đấy là một cụ già tầm 70-80 tuổi, tóc bà trắng như màu cát biển, gò má hóp lại. Phía trên là đôi mắt nhỏ nằm gọn trong những nếp nhăn nheo của da mặt. Bà ta nhe miệng chẳng còn chiếc răng nào cười với chúng tôi. Cả đám hơi giật mình khi gặp một bà cụ như thế này giữa đêm trời u ám. Nhưng Hoa vội đáp: "Bà nói vậy nghĩa là sao ạ? Ai là cao nhân?" Con bé Hoa cười nhếch mép: "Có phải bà thấy hào quang ma pháp tỏa ra xung quanh người con quá mạnh đúng không?" "Bình thường thôi." Bà lão lắc đầu: "Không, tôi không thấy hào quang gì. Nhưng tôi biết bốn người các vị đều là cao nhân." Tú Dạo sờ tay lên trán Hoa: "Ồ, vậy là má Hoa có chơi đồ lúc ngồi trên xe chắc luôn." Tôi tròn xoe mắt nhìn bà lão: "Ủa, nghĩa là sao hả bà?" Tôi nói, sợ các vị không tin, chứ cái thị trấn này nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người trần mắt thịt không thể vào, người còn dương khí không thể ra. Bốn chúng tôi đều cảm thấy rất khó hiểu trước những lời ấy. Bà cụ nói tiếp: "Đó là nghiệp, gieo nhân nào, ắt gặp quả đó." "Mẹ, mẹ, tạ ơn Chúa, mẹ đây rồi." Lại một giọng nói của ai đó vang lên. Quay lưng lại, trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ khoảng độ 50, khuôn mặt trắng bệch toát lên vẻ lo lắng cùng cực. "Con đã dặn mẹ rồi, ở yên trong phòng, đừng đi lung tung vào ban đêm mà." "Tôi chỉ đón khách quý, xin lỗi cô." "Mấy con thông cảm, mẹ của cô bị lẫn, lúc tỉnh lúc mê. Nếu bà có nói gì không phải thì mong các con bỏ qua." "Mà các con đến từ đâu vậy? Sao các con có thể vào được thị trấn này?" Quỳnh ngạc nhiên, con bé thắc mắc. "Bọn con đang đi trên đường, đi nghỉ dưỡng ở Nha Trang, rồi bất đắc dĩ làm sao chưa đến được Nha Trang, mà lại lạc đường tới đây." Nhìn cô có vẻ hoảng hốt quá, không biết sự hiện diện của bọn con có phiền đến gia đình không ạ? Cụ già hé miệng cười, bà ta khẽ nói với con mình: "Họ là quý nhân, họ không muốn lộ chân tướng, họ đến cứu thị trấn này. Thị trấn này sắp được cứu rồi." Người phụ nữ nhìn chúng tôi, đôi mắt bà ta vẫn thế, vẫn ánh lên những tâm tư khắc khoải. "Thôi, ở đây không như các con nghĩ đâu. Đêm nay các con ở nhà cô nha, chứ ở ngoài này thật sự nguy hiểm lắm." "Dạ, được, nếu vậy thì quá tốt. Tụi con cảm ơn cô ạ." Chúng tôi mừng rỡ đi theo người mà chính chúng tôi còn chưa biết rõ là ai. Chỉ cần gấp một nơi tạm thời để tá túc, chúng tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Nhất là khi cái cảm giác bất an lạ thường cứ đeo bám kể từ khi chúng tôi đặt chân vào thị trấn miền núi xa xăm này. Đến trước một ngôi nhà ống có khoảng sân rộng, người phụ nữ mở cổng và mời bọn tôi vào. Sau đấy cô ta nhanh chóng khóa cửa lại. Vào đến gian trước, cô ấy châm lửa đốt đèn lên. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên và đến giờ mới để ý, dường như thị trấn này đã hoàn toàn bị ngắt điện. Không một ngôi nhà nào có ánh sáng từ đèn huỳnh quang cả. Mặc cho hệ thống đường dây điện trên cao đều trông rất đầy đủ. Ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ điêu khắc chạm trổ, cô ta chế trà mời chúng tôi. "Quên giới thiệu với các con, cô tên Liên, còn đây là mẹ cô, người ở thị trấn này gọi là bà Út." Sau khi giới thiệu tên bốn người chúng tôi, Quỳnh cầm tách trà trên tay, vừa nhâm nhi vừa hỏi: "Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra ở thị trấn này thế ạ? Hình như đang bị cắt điện đúng không cô? Lúc đầu mới tới đây, con tưởng ở đây còn bị bỏ hoang đó cô ạ." Cô Liên trầm ngâm, ngước lên trần nhà. Cô thở dài và từ từ kể cho chúng tôi nghe về những chuyện bí ẩn đang xảy ra tại nơi đây. Thị trấn nằm dọc theo chân dãy núi này cũng đã hơn nửa thập kỷ. Ở đây mọi người đều theo đạo Công giáo. Có một nhà thờ để cử hành thánh lễ cách nhà cô Liên không xa. Chuyện bắt đầu vào sau rằm tháng 7 âm lịch, tức khoảng độ 3 tháng trước, khi vị linh mục đứng đầu hiện tại chuyển xứ, rời khỏi nhà thờ đi nơi khác. Hôm ấy chẳng biết bầy đèn từ đâu ngùng ngục kéo tới, dằn kín cả bầu trời ở thị trấn này. Từ đầu giờ sáng cho tới tận chiều tà, mặt trời như bị nuốt chửng, sương khói bắt đầu xuất hiện, chúng bủa vây hết những lối ra vào thị trấn. Ông Đăng là anh ruột của cô Liên. Theo vài vế, ông Đăng đứng thứ tư, còn cô Liên đứng thứ sáu. Chiều hôm ấy độ tầm hơn 2 giờ, bác Đăng lái xe máy ra đồng, đến lúc trời tối mịt vẫn chưa thấy ông ta về.
người nhà và bà con mới xách đèn pin đi kiếm. Chẳng ai chứng kiến được chuyện gì, chỉ biết rằng khi đi ngang qua cây cầu nối mương, họ phát hiện ông Đăng đã bị vỡ sọ, nằm bên trụ trắng. Máu me chảy từ trên trụ xuống cả mặt đường xi măng. Ngay ngày sau đó, con trai của ông ta khi đang trên đường ra ngoài thị trấn đi tìm linh mục về làm lễ thì bị xe đầu kéo cán chết ngay tại chỗ. Màu đen của tang tóc bao trùm lấy gia đình ông Đăng nói riêng và cả dòng họ nói chung, ai ai cũng thương tiếc, kể cả người trong thị trấn, vì gia đình ông Đăng sống rất tử tế, chưa bao giờ gây nên oán thù với người nào bao giờ. Và hơn hết, ai cũng cho rằng đây chỉ là điều xui xẻo, không may đến lúc phải xảy ra, vì nguyên nhân đều do tai nạn. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy, nhưng ngay ngày hôm sau, ai nấy trong thị trấn cũng đều bắt đầu trở nên hoảng loạn. Họ phát hiện ra rằng tất cả những lối ra vào thị trấn đều không thể đi qua được nữa. Chúng bị che kín bởi những khối sương mù dày cộm. Nếu đi vào đấy sẽ mất hết phương hướng, và khi ra được khỏi đây thì lại thấy bản thân đang đứng ở vị trí lúc đầu. Những ngày tiếp theo, điện trên các trụ đều tắt hẳn, sóng điện thoại cũng chẳng còn cột nào. Người trong thị trấn đã liên lạc với cơ quan chức năng và các linh mục để nhờ sự giúp đỡ vào thời điểm trước đó. Tuy nhiên họ trả lời rằng không biết địa chỉ thị trấn ở đâu và chưa nghe qua đời ấy bao giờ. Những chuyện thật chẳng thể nào tưởng tượng nổi, nhưng nó đang xảy ra. Bạn hãy thử nghĩ nếu bạn đang sống ở một thế giới và nó không được ai biết đến thì cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Là sợ hãi, là tuyệt vọng, là không lối thoát. Đúng vậy, chính những người trong thị trấn này đang trong tình cảnh này. Họ chỉ còn biết cố gắng đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày. Cho tới một hôm, cách thời điểm hiện tại 3 tuần trước, có một người lạ mặt xuất hiện trong làng. Ông ta ăn mặc rất kỳ lạ, râu tóc xùm xòa như chưa bao giờ cắt tỉa chúng. Khi ông ấy xuất hiện, ai cũng hết sức kinh ngạc, vì chẳng biết bằng cách nào ông ta có thể vào trong thị trấn này. Người ấy tự xưng là thầy chuyên giải độc trùng, người quen của ông Triều, đến để giúp gia chủ vượt qua kiếp nạn và thị trấn này thoát khỏi đại họa diệt vong. Ông Triều đứng thứ 5 trong gia đình cô Liên, và sở dĩ thầy vào được nơi đây là bởi lẽ ông có bí thuật của riêng mình. Ngoại trừ thánh thần, ma quỷ, thì chỉ những người có căn nguyên, có bí thuật, có đạo hạnh mới đủ khả năng vượt qua trận đồ kỳ cố kia. Ai ai cũng hết sức mừng rỡ và tin tưởng vào vị thầy ấy. Tối đó mây đen bủa quanh trời, bóng trăng lất phất ẩn hiện. Vị thầy lập một chiếc bàn giải độc ở giữa thị trấn. Nơi ấy chỉ có ông ta và ông Triều, vì trước đó vị thầy đã dặn dò người dân rằng phải ở yên trong nhà, khóa chặt cửa tiền, cửa hậu, cửa sổ và đậy kín bông gió. Sau mỗi canh giờ, phải tưới nước lá mã tiền lên khung cửa sổ. Ai gọi cũng không được đáp, kể cả người thân. Nếu lần này không thành thì cứ sau 49 canh giờ của ngày hắc đạo hoặc ngày hắc đạo trong tháng sẽ lại có một người, kể cả động vật, phải nhận lấy cái chết. Tới giờ hợi, vị thầy bắt đầu làm lễ. Chính vì ai cũng ở trong nhà nên cách thức giải trùng như thế nào không một ai được chứng kiến. Nhưng khi bước qua giờ Tý, những tiếng la lớn thất thanh ở bên ngoài bỗng vang lên từng hồi dài, khiến người đang ngủ cũng phải tỉnh giấc. Tiếng la ấy chẳng ai khác là tiếng của ông Triều và vị thầy. Sáng hôm sau, ít ai dám ra ngoài xem thử tình hình như thế nào. Nhưng vì lo cho cha mình, Lộc, con trai của ông Triều, vội mặc áo đen đến chỗ cúng lễ. Khi tới nơi, trước mặt Lộc là cảnh tượng vô cùng quái lạ. Cả ông Triều và vị thầy cúng đều đang ụp mặt vào trong chiếc lu làm lễ. Hai tay họ bám chặt cứng lấy miệng lu, chỉ còn phần từ vai xuống là thò ra ngoài. Lộc đứng từ xa, không dám lại gần, cậu ta luôn miệng gọi tên ông Triều. Nhưng chỉ thấy hai người trước mặt mình bất động, Lộc đánh liều tiến từng bước lại gần xem sao. Cậu ta lay người cha mình và vị thầy, nhưng cơ thể họ đều đã cứng đờ, lạnh ngắt. Lộc dùng sức kéo vai áo cha lên, thì đôi tay cậu như khối băng đang dần bị đông lại. Trước mặt cậu là thân thể cha mình và vị thầy mất phần đầu. Bên trong lu có vài người kể lại rằng họ thấy đầu của cả hai con người xấu số nằm gọn giữa một mớ lá mã tiền và những vị thuốc không rõ tên. Miệng họ há ra như vẫn đang kêu gào, đôi mắt trố lên đầy uất hận. Bầu trời trên cao ngày một tối dần, lại thêm một ngày không có ánh sáng mặt trời.
Cả đám chúng tôi đều rùng mình sau khi nghe hết câu chuyện mà cô Liên kể. Tôi ngồi yên bất động, Quỳnh và Tú Dạo cũng thế. Riêng Hoa, con bé ấy đang suy tư điều gì đó. Nó nhìn chúng tôi, rồi nhìn cô Liên và bà Út. Hoa lên tiếng, nhà có giấy bút không ạ? Khuôn mặt cô Liên ánh lên tia hy vọng. Quả không sai mà. Vậy các con? À không, các vị chính là thầy Pháp phải không? Hay là gì? Tú Dạo xen vào, giấy bút đâu ra cho má Hoa bây giờ? Làm như ở thành phố, muốn là có sẵn vậy. Cô Liên cười, cô quay quắt người lại phía sau nhà. Quân ơi, đem xuống cho mẹ quyển tập với cây viết của con liền. Quên giới thiệu với các vị nữa, tôi có thằng nhóc, tên của nó là Quân, đang học lớp 3. Do nó cũng sợ nên nãy giờ trốn trong phòng, chứ quen rồi là nó quậy như giặc. Quân, Quân ơi, mang giấy bút ra đây cho mẹ, mẹ nhờ một chút. Hoa lại lên tiếng, con bé ấy đưa tay. Thôi, được rồi cô, con không cần giấy bút ngay bây giờ đâu. Cô ngồi xuống, con có chút chuyện cần nhờ cô đây. Cô Liên gật đầu lia lịa. Được, được, các vị cứ nói. Bây giờ, không, sáng mai, cô đi gặp những người trong gia đình cô, những người ruột thịt của cô. Quan hệ bà con thì không cần. Cô xin họ ngày tháng năm sinh âm lịch, cả người mất lẫn người sống. Sau đó cô viết rõ ràng thêm họ tên nữa và đem về cho con. À, còn chuyện này nữa, cô và cả bà nữa, tuyệt đối không được cho ai biết sự hiện diện của tụi con ở thị trấn này nha. Quỳnh nói nhỏ vào tai. Hoa, mày có lo được vụ này không? Trong đôi mắt con bé ấy rất trầm tư, miệng thì nửa muốn nói nửa không. Tôi cũng chẳng biết rồi đây, cớ sự sẽ ra làm sao nữa. Từ trước đến nay Hoa chỉ là một con bé bình thường, nó hiểu về tâm linh, nhưng là tâm linh phương Tây, nó không hề có tài phép. Ngoài ra nó còn hơi ngáo ngáo nữa. Đợt này quả là rất khó cho chúng tôi. Và phần 1 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và mình là Danh. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.